Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại hội trường trung tâm huyện Than Uyên. Hôm nay là huyện tổ chức dự thảo đánh giá hiệu quả hoạt động câu lạc bộ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu, được tổ chức tại huyện Than Uyên. Thì hôm nay thì có sự góp mặt của các huyện, tập trung về huyện Than Uyên để đánh giá lại công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của các đơn vị trường học. Thì hôm nay thì tại huyện Than Uyên diễn ra rất là nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trưng bày rất là nhiều sản phẩm. Thì sau đây mình xin mời toàn thể quý vị và các bạn theo chân mình nhé. Mình sẽ đi quay cho các bạn xem là toàn cảnh khu trưng bày sản phẩm của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Than Uyên. Xin chào các cô trường mầm non xã Hồ Nại. Đây toàn là các cô giáo rất là xinh này. Trường mầm non xã Hồ Nại mọi người. Đây trưng bày rất là nhiều sản phẩm mọi người ạ. Hầu như không gian nào cũng trưng bày chủ yếu là trang phục đồng bào các dân tộc. Đây là những chiếc khăn piêu. Đây là những quả còn để tung trong các dịp lễ hội và cây đàn tính tẩu. Đây là bộ trống chiêng. Hầu như là đồng bào các dân tộc nào cũng sử dụng đến cái bộ trống chiêng trong các lịch lễ hội và ngày lễ Tết, và có công việc gia đình của đồng bào mỗi dân tộc là sẽ sử dụng đến cái bộ cồng chiêng này mọi người nhé. Kia là những cái cây bừa của đồng bào, nói chung là của các dân tộc. Đây là khung cửi nhé mọi người nhé, để dệt thành những cái trang phục váy áo cũng như là khăn đội đầu ấy, thì cần những cái bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Đây ạ, thì cần có những cái bàn tay khéo léo để dệt nên những cái tấm vải, thì chúng ta mới có những cái bộ trang phục áo cũng như là váy. Cái này công đoạn làm nó rất là cầu kỳ mọi người ạ. Chứ phải thực sự khéo léo thì mới làm được. Đây là ẩm thực nha mọi người nhá. Xôi màu đủ loại này. Và món măng nộm rau thối đấy mọi người. Ở trên này thì đều có mã vạch nhá, là quét được hết đấy ạ. Đây có những con cá nướng rất là ngon. Ở đây thì trưng bày rất là nhiều sản phẩm. Đây toàn là các cô giáo trong các đơn vị trường học hôm nay là tập trung về đây. Đây có các em học sinh này, rất là xinh đẹp. Bây giờ thì làm ra một chiếc khăn piêu rất là khó nha mọi người. Và để làm cái chiếc khăn piêu như này thì tốn rất là nhiều thời gian. Và bây giờ thì như lớp trẻ của các em bây giờ nếu mà không học thì sẽ mai một đi rất là nhiều. Nên là bây giờ thì các trường học thì rất là chú trọng về các trang phục của đồng bào các dân tộc. Và được tỉnh Lai Châu là chú trọng về giữ gìn và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc với các bạn. Các em nhỏ này đang thêu gì đây? Cái này là làm cái gì? Làm thắt lưng của người Mông. Làm cái này có khó không các em? Dễ thôi đúng không? Cái này là chắc là các thầy cô và các mẹ cũng đã truyền dạy cho các em rồi nhỉ? Thì mới biết làm được đúng không?
Đây nha mọi người nhé. Để thêu ra những cái này thì rất là mất khá là nhiều công đấy ạ. Đây trang phục rất là nhiều. Cái này là cái gì đấy em nhỏ ơi? Cái này là dụng cụ để biểu diễn trang phục của dân tộc Dao. À, cái này là để biểu diễn các văn nghệ của đồng bào dân tộc Dao đúng không? Em ở xã nào? Phúc Than à? Phúc Than, Phúc Than là có một bản người Dao duy nhất đấy, đúng không? Bản Đậm Sáng. Đậm Sáng đúng không? Ok. Bây giờ mình di chuyển sang bên này. Xin chào các em nhỏ. Mình đang làm cái gì đây? Cái này là mình làm trang phục gì đây em? Dân tộc Mông à? Cái này dân tộc mình là dân tộc Mông gì? Mông Lềnh à? Cái này là chân váy hay là mình làm cái gì? Chân váy. Để thêu được cái chân váy như này thì mất nhiều thời gian không? Dạ, nếu như một năm được em đi vươn tay 3 cái, chậm thì 1 cái rồi. À, như vậy là công đoạn thì rất là lâu đúng không? Mà chủ yếu thì bà con mình thì tập trung vào những lúc mà nông nhàn thôi nhỉ? Đây, các em nhỏ đang thêu chân váy nhé mọi người nhé. Thêu váy. Đây nha mọi người, em bé này cũng biết tập thêu rồi đây này. Đó. Bé tí ti luôn đấy. Bạn này được mấy tuổi rồi anh? Hơn 2 tuổi rồi đấy à? Ồ, đang tập thêu rồi nhá. Các em nhỏ này học lớp mấy rồi? Nói to lên nào. Lớp mấy? À, mình thêu cái này có khó không? Khó à? Phải học nhờ. Đây các em nhỏ bên này thì cũng đang thêu nha mọi người. Mới, các em rất là nhỏ thôi nhưng mà thêu thì rất là lưu luyện này. Cháu học lớp 3 thôi. Học lớp 3 đó. Mấy bạn này học lớp 5 à. Đây thêu chưa nào? Có bao giờ chọc vào tay chưa? Chưa à? Ờ à. Đấy. Rất là giỏi nhá. Giỏi. À, mình đang đứng trong gian hàng sản phẩm ô cốp của Việt Than Uyên. Thì ở trong này thì rất là nhiều đặc sản mọi người ạ. Có ba chỉ hun khói, thịt trâu, sấy gia truyền này. Đều đạt ô cốp nha mọi người. Sản phẩm ô cốp đạt 3 sao hết này. Đây, Than Uyên thì rất là nhiều đặc sản. Và bên này thì có mật ong thanh xuân này. Đó. À, gạo lứt sánh cù. Ồ, đây, bà chủ đây rồi. Xin chào bà chủ. Hôm nay nhà mình trưng bày sản phẩm gì đây? À, đây là sản phẩm châu gác bếp của nhà Huyền ạ. À. Mọi người ghé qua xem qua sản phẩm. Cái này của nhà mình đặt sản phẩm 3 sao rồi đúng không em? Vâng. Sản phẩm thịt trâu các bếp của nhà em đặt là ô cốp 3 sao thịt trâu ạ. Ồ, ok. Ôi con gái xinh quá nhỉ. Cho con gái lên hình nhá. À, xinh quá. Đây.
Đây là hợp tác xã nông nghiệp sạch và dịch vụ nông nghiệp Than Uyên này. Những quả dâu tây này rất là ngon luôn, hấp dẫn. Đây là khẩu xén nguyên bình của xã Bưng Cang đây mọi người. Đây mật ong pha mu này. Đến với Than Uyên thì rất là nhiều đặc sản nha mọi người. Đặt sản phẩm ô cốp 3 sao hết mọi người ạ. Đang tàu mắt đây. Toàn các em học sinh trường tiểu học, trung học, cơ sở
các em nhỏ đang tóm lẹ nhé mọi người. Hôm nay thì hoạt động tại huyện Than Uyên rất là vui, tập trung các huyện của tỉnh Lai Châu là hôm nay là có mặt tại hội trường trung tâm huyện Than Uyên tổ chức các hoạt động. Đây là các huyện tập trung về huyện Than Uyên là để đánh giá hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu mọi người ạ. Giữa hai mùa nhớ nắng vàng cháy mật mảnh đất Than Uyên, bương than đầy lúa chín chảy một dài liền thung lũng Than Uyên ngắm giữa núi đồi mênh mông. Hỡi này em gái nhỏ chậm bước anh theo với gió vặt nghiêng kháo cò lượn lờ trắng mây bay cùng hương thơm rừng núi theo bước chân em về cho anh đây ngây ngất giữa đất trời Than Uyên.